Xin chào cả nhà. Thời gian trôi qua thật là nhanh, bây giờ lại đến thứ sáu. Và tối thứ sáu ngày hôm nay thì một người bạn lại mời tụi mình ra ngoài ăn tối. Và ngày hôm nay tụi mình sẽ đến downtown chơi. Và Hanko sẽ quay lại sơ qua xem là downtown như thế nào nhé. Thì cái tình hình dịch bệnh ở Mỹ thì nó cũng đã có rậm rịch là cũng phải đeo lại khẩu trang, cũng có một số hạn chế, nhưng mà nó chưa có căng thẳng giống như ở Việt Nam của chúng ta. Thì cũng hy vọng rằng là cái đại dịch này mau chóng qua đi để trả lại cho chúng ta cuộc sống bình thường. Còn ngày hôm nay cũng rất lâu rồi gia đình Hanko mới ra ngoài, tại vì trong cái kỳ đại dịch vừa qua cũng rất là hạn chế ra ngoài, cũng chỉ là nấu ăn tại nhà mời bạn bè, hoặc là mình làm barbecue tại nhà để mời bạn bè đến nhà. Còn ngày hôm nay thì tụi mình sẽ đi downtown chơi cùng với hai người bạn, và Hanko sẽ quay sơ qua cho cả nhà xem như thế nào nhé. Và chúc cho cả nhà có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và bây giờ hãy tiếp tục theo dõi video nhé, và quý vị đừng quên like và subscribe cho channel của Hanko nhé. Rồi, let's go. Đây là một cái góc đường khu vực ở thành phố Rock Rao đây, cả nhà thấy tuyệt vời không? Một góc nhỏ của một cái thành phố downtown Rock Rao. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cái nhà hàng mà buổi chiều nay tụi mình đi ăn nhé. Đây là lịch sử của thành phố Rao Rock. Đó, cả nhà thấy không? Lịch sử của nó là build năm 1882. Wow, cũng rất là lâu đời rồi. Một thành phố rất lâu đời. Đó, cả nhà thấy không? Một góc nhỏ của Rock Rao đây. Và bây giờ là 6:30. Mọi người ngày hôm nay cũng ra ngoài ăn tối rất là nhiều. Đó, ngày hôm nay thì buổi tối lên đèn ở chỗ khu vực này cũng đẹp lắm. Đó, cái nhà hàng phía xa kia mà ngày hôm nay, buổi tối ngày hôm nay gia đình Hanko cùng hai người bạn vào ăn, đó là một cái nhà hàng theo phong cách của Ý, Palermo. Cái tên đó lại là như vậy, có thể mình đọc không chính xác thì cả nhà thông cảm nhé. Bên trong bài trí cũng rất là dễ thương. Đó, cả nhà thấy không, cây xanh phủ khắp nơi. Thời gian trước mà lúc mà chưa có dịch bệnh á, là tuần nào mình cũng đến khu vực này để mình đi thư viện á. Và lần này dịch bệnh mà nó giảm bớt rồi, chắc là một tuần Hanko sẽ đi một lần. Đó, đi thư viện xong rồi đi bộ ra đây uống cà phê cái này kia cũng thú vị lắm. Một ly cà phê thì tầm khoảng 5-6 đồng, nó cũng không quá đắt đỏ. Chỉ có đi ăn nhà hàng thì nó sẽ hơi mắc thôi. Đó, khi nào rảnh thì Hanko sẽ quay nhiều hơn cho cả nhà xem. Thì cả nhà thấy không, những cái chỗ này họ còn lát những cái gỗ để chúng ta đi bộ này. Đó, nhìn nó rất là dễ thương, có những cái bàn nhỏ nhỏ ngồi ở phía ngoài này. Đó, nhìn giống như một góc của thành phố Ý phải không cả nhà? Và bây giờ mình sẽ vào bên trong nhé, xem là ở bên trong nó có cái gì. Ta sẽ khám phá bên trong nhà hàng này nhé. Ồ, cái tên của nó này theo phong cách Ý, Palermo. Rồi chúng ta sẽ xem như thế nào. Wow, đây là cái khuôn viên trong nhà hàng này, cả nhà thấy không? Khi mình đi ra ngoài, mình đã ăn hết một nửa đĩa salad. Salad kiểu Ý rất là tốt cho sức khỏe nha. Ở nước ngoài họ ăn salad nhiều lắm, cho nên là phụ nữ mà không muốn bị mập á, diet á, thì ăn salad nhiều, mà phải làm nhiều loại salad ăn nó cũng không có bị mập đâu. Cho nên Hanko sắp tới sẽ học cách làm salad nhiều nhé. What do you do it myself too? It does. Spinach, ricotta, ravioli. And meatballs. Okay, yeah, look it good. It does, doesn't it? Okay. Hi, Mo. What is it? Hi. What is it? Bucatini. Did all of us want a glass of the green here, or was it just two? Just the two. Thank you. The same. Look. Yeah, they same. She got more mushroom. Yes. $30 more. Wow. Very good.
Ý nổi tiếng với món mì mà, cho nên là ngày mai chúng ta sẽ ăn bánh mì Ý nhé. Thế là kết thúc một buổi tối cuối tuần của tụi mình. Đi ăn tối rồi đi uống một chút rồi sau đó thì trở về nhà. Và bây giờ là đường phố trên đường về nhà của mình. Đó, đường phố ở đây họ dùng ánh đèn vàng nha cả nhà. Mình rất là thích cái ánh đèn màu vàng như thế này, nhìn nó rất là ấm áp. Nhất là vào mùa đông thì nó rất là ấm.